Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin 18 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, chương trình quốc gia về hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ đã đề ra mục tiêu số doanh nghiệp được hỗ trợ các giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng hàng năm tăng từ 10 đến 15%. Nắm bắt cơ hội này, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện đang tích cực đầu tư máy móc, công nghệ hiện đại vào sản xuất và tìm tòi, nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo sức cạnh tranh để phát triển thị trường. Hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phân bón hữu cơ, hàng năm công ty cổ phần phân bón Lam Sơn đều dành một nguồn kinh phí lớn cho hoạt động nghiên cứu, cải tiến máy móc kỹ thuật trong sản xuất. Nhờ vậy, năm 2020, đơn vị đã được công nhận là doanh nghiệp khoa học công nghệ của tỉnh. Năm 2024, đơn vị phấn đấu sản lượng sản xuất và tiêu thụ đạt khoảng 22.000 tấn phân bón, tăng trưởng hơn 20% so với cùng kỳ. Đối với công ty chúng tôi, là luôn luôn xác định cái yếu tố về chất lượng sản phẩm là cái yếu tố sống còn của công ty. Chính vì như thế thì trong cái thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu một số các sản phẩm mới, nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường. Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa giai đoạn 2021-2030 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tại Thanh Hóa, thời gian qua, nhiều doanh nghiệp đã có sản phẩm xuất khẩu sang thị trường các nước, bước đầu được khách hàng quốc tế đánh giá cao. Việc đầu tư máy móc công nghệ hiện đại, hoàn chỉnh quy trình sản xuất theo chuẩn quốc tế cũng tiếp tục được quan tâm. Việc quan trọng cần làm lúc này đó là Thanh Hóa cần tiếp tục xây dựng kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nghiên cứu triển khai ứng dụng các giải pháp năng suất xanh và phát triển cộng đồng, đồng thời hướng dẫn thật cụ thể để áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, nhất là các công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh vào doanh nghiệp. Cấp ủy chính quyền các cấp sáng tạo trong cách làm. Nhân dân ngày càng đồng tình ủng hộ, từ năm 2021 đến nay, người dân Thanh Hóa đã đóng góp hơn 640 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Để lan tỏa phong trào hiến đất xây dựng nông thôn mới, nhiều địa phương đã có cách làm bài bản sáng tạo. Trong đó, công tác tuyên truyền được chú trọng để đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu và ủng hộ. Một số địa phương đã ban hành nghị quyết, kế hoạch chuyên đề, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và phát huy tinh thần tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo thành phong trào hiến đất mở đường có sức lan tỏa mạnh mẽ. Theo số liệu thống kê của Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa, từ năm 2021 đến nay, người dân trên địa bàn tỉnh đã hiến khoảng 150 hectare đất, di rời phá dỡ 650 nhà ở dân cư, hơn 2.400 công trình như tường rào, cổng nhà, sân vườn, đóng góp trên 640 tỷ đồng, gần 600.000 ngày công lao động để chỉnh trang hạ tầng nông thôn. Mặt trận Tổ quốc đã tổ chức họp dân, bàn bạc dân chủ công khai, minh bạch. Nên trên hiện nay trên địa bàn toàn huyện, các địa phương đã có chủ trương hiến đất thì đều được nhân dân đồng tình hưởng ứng để giải tỏa, nâng cấp đường giao thông, rãnh thoát nước trên địa bàn toàn huyện đạt kết quả rất tốt. Nhờ đẩy mạnh phong trào hiến đất, tính riêng trong năm 2023, các địa phương đã đầu tư xây dựng mới, mở rộng nâng cấp, cải tạo trên 4.580 km đường giao thông nông thôn. Những con đường rộng rãi, khang trang, sạch đẹp không chỉ làm thay đổi diện mạo nông thôn, giúp người dân đi lại thuận tiện, mà còn mở ra nhiều cơ hội thuận lợi cho người dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 7 tháng 4 là ngày toàn dân hiến máu tình nguyện, với các chủ đề kết nối, sẻ chia và lan tỏa, một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Ngày hội hiến máu tình nguyện huyện Quảng Xương năm 2024 được tổ chức sáng nay, thu hút sự tham gia của gần 1.500 tình nguyện viên là cán bộ, người lao động đến từ các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn, doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Theo kế hoạch, Ngày hội hiến máu tình nguyện huyện Quảng Xương năm 2024 sẽ được tổ chức thành 6 đợt tại 3 địa điểm, gồm các xã Tiên Trang, Quảng Hợp và thị trấn Tân Phong, từ ngày 7 đến ngày 21 tháng 4. Ban tổ chức dự kiến sẽ tiếp nhận hơn 1.000 đơn vị máu vượt chỉ tiêu tỉnh giao. Quảng Xương cũng là một trong những đơn vị tiêu biểu dẫn đầu trong phong trào hiến máu tình nguyện của tỉnh Thanh Hóa. Với phong trào phát triển rộng khắp, số lượng đơn vị máu tiếp nhận hàng năm luôn vượt chỉ tiêu đề ra.
Hôm nay, ngày 7 tháng 4, cũng là ngày sức khỏe thế giới. Sức khỏe là tài sản vô giá của mỗi người. Chính vì thế, bên cạnh việc chú ý dinh dưỡng lành mạnh và rèn luyện thân thể, các bác sĩ khuyến cáo mỗi người nên duy trì thói quen đi khám sức khỏe định kỳ. Đây là cách hiệu quả để phát hiện sớm bệnh và phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe bản thân. Hiện nay, đa phần người dân chỉ đi khám bệnh khi trong người có những biểu hiện bất thường. Các bác sĩ cho biết, nếu chủ động khám sức khỏe định kỳ 1 năm từ 1 đến 2 lần, sẽ giúp chúng ta có thể phát hiện bệnh sớm nếu có, hạn chế tối đa những biến chứng nguy hiểm do bệnh mang lại, cũng như can thiệp kịp thời, giúp tăng khả năng điều trị khỏi bệnh, tiết kiệm thời gian lẫn tiền bạc. Việc khám sức khỏe định kỳ còn giúp phát hiện sớm các nguy cơ có thể gây bệnh trong tương lai. Với kết quả khám, bác sĩ sẽ tư vấn những biện pháp để giảm nguy cơ tiến triển bệnh như thay đổi lối sống, môi trường làm việc, tập luyện thể thao, chế độ ăn uống. Trước nhiều thách thức tác động đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống hàng ngày của con người trên toàn cầu, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã chọn chủ đề cho Ngày Sức khỏe Thế giới năm 2024 là Sức khỏe của tôi, quyền của tôi, nhằm nâng cao nhận thức về quyền được bảo vệ sức khỏe của mỗi con người, bao gồm quyền được tiếp cận với các dịch vụ y tế tiên tiến và nguồn thông tin y khoa chuẩn xác. WHO kêu gọi mỗi người trong chúng ta ý thức hơn về quyền bảo vệ sức khỏe của chính bản thân mình. Thành lập các tổ công tác thường trực, rà soát, tuyên truyền và hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh, khắc phục các thiếu sót trong công tác phòng cháy, chữa cháy, đồng thời kiểm tra thường xuyên tại các khu chung cư, nhà cao tầng. Đây là những giải pháp hữu hiệu mà lực lượng chức năng ở Thanh Hóa đang thực hiện nhằm ngăn chặn nguy cơ cháy nổ trên địa bàn. Từ ngày 1 tháng 12 năm 2023, Thông tư 09/2023 về sửa đổi 01/2023 quy chuẩn Việt Nam 06/2022 do Bộ Xây dựng ban hành chính thức có hiệu lực, trong đó một số hạng mục bất khả thi được bãi bỏ, thay thế vào đó là tăng cường biện pháp phòng cháy bằng hệ thống thiết bị. Theo đó, cùng với sự hướng dẫn kịp thời từ các cơ quan quản lý nhà nước, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã chủ động tích cực triển khai ngay các biện pháp thi công, sửa chữa, bù đắp các thiếu sót về phòng cháy chữa cháy. Đến nay, toàn tỉnh đã có 381 cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy đã khắc phục hoàn toàn các sai phạm thiếu sót được cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nghiệm thu đi vào hoạt động đúng luật. Doanh nghiệp Bình Hiển đã tiến hành xây phòng, xây buồng báo cháy, lắp đặt các thiết bị vệ sinh cũng như bơm cao áp để mà khi xảy ra có thể ứng xử kịp thời, cũng bố trí tất cả các nhân viên sắp xếp vị trí. Mỗi người được phân công nhiệm vụ một việc dưới sự chỉ đạo của giám đốc doanh nghiệp. Hàng năm và nhất là thời điểm trước khi vào mùa này, chúng tôi đều duy trì bảo dưỡng kịp thời. Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức các đoàn kiểm tra thực tế về công tác phòng cháy chữa cháy đối với các chung cư nhà cao tầng, từ đó chỉ ra những hạn chế bất cập và yêu cầu chủ sở hữu khắc phục. Đồng thời, tỉnh đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn về việc thực thi sửa đổi quy chuẩn Việt Nam về an toàn cháy cho các địa phương, cơ quan chức năng cấp tỉnh và các hiệp hội nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao nhận thức của cơ quan doanh nghiệp và người dân đối với công tác phòng cháy, chữa cháy. Hiện nay, toàn tỉnh có trên 42.300 hectare rừng có nguy cơ cháy rất cao trong những ngày nắng nóng. Trong đó, với gần 10.000 hectare rừng thông, lớp thảm thực bì dày, cành khô, lá rụng dưới tán rừng. Nếu người dân dùng lửa bất cẩn, sẽ là mối lo cháy rừng trong mùa hè sắp tới. Ngoài nguyên nhân khách quan như thời tiết nắng nóng, cháy lan từ Lào sang, thì yếu tố chủ quan do con người tác động cũng gây nhiều khó khăn cho công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Trong đó, với gần 10.000 hecta rừng thông, lớp thảm thực bì dày, cành khô, lá rụng dưới tán rừng, nếu người dân dùng lửa bất cẩn sẽ là mối lo cháy rừng trong mùa nắng nóng. Để bảo vệ rừng, từ đầu năm 2024, Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ban ngành liên quan xây dựng, triển khai phương án phòng cháy chữa cháy rừng, kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy rừng, xây dựng bộ bản đồ tác chiến chữa cháy rừng cấp tỉnh, huyện. Đến đầu tháng 4 năm 2024, 100% huyện trọng điểm đã xây dựng phương án quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, kiện toàn 1.046 tổ bảo vệ rừng cơ sở với hơn 8.800 người tham gia. Chi cục Kiểm lâm đã lắp đặt 11 trạm camera IP có độ phân giải cao dùng để chụp ảnh các khu rừng, đáp ứng yêu cầu tự động phát hiện sớm các đám cháy rừng. Thường xuyên tổ chức tuần tra canh gác lửa rừng và trực phòng cháy chữa cháy rừng trên hệ thống camera quan sát lửa rừng và tại 53 điểm trực gác lửa rừng ở các khu rừng trọng điểm cháy khi dự báo cấp cháy rừng từ cấp 3 trở lên. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 18 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.